chào gì gì cho con hỏi gì tên gì vậy? Tên Nguyễn Thị Tràng. Nguyễn Thị Trà. Rồi con nghe Tràng á. Tràng hả? Tràng. Dạ. Rồi con nghe bà con nói là gì bị bệnh gì? Đi ung thư vú. Là bây giờ là nó chưa có bị lỡ hả? Chưa. Là giống như mới phát hiện thôi phải không? Dạ. Là nó có khối cứng ở trong rồi phải không? Có. Rồi nó có mục có mài gì không? Nó không có mục mài chưa mà cục cứng ngắc vậy chạy. Bớt thì anh đã chạy qua anh đây. Có anh đã chạy lên đây mà nó không bự. Giờ mình đi khám là người ta nói ung thư vú. Giờ người ta có cho mổ không hay sao? Như đi lần đi hết 4 lần rồi. Dạ. Mà người ta làm đủ cách trơn rồi. Rồi hồi đợt rồi thì đi vô rút cái chỗ này nè, đừng mấy ông thử gì đó. Với lại bắn gì xạ gì đó. Xạ trị. Rồi mấy ông gửi về đi rồi chín tay lên. Dạ. Lên cho biết kết quả. Dạ. Chụp hình xương. Rồi giờ là chưa biết kết quả. Chưa. Mấy ông biểu chín tay lên. Vậy là lần đầu tiên gì đi khám á hả? Hay là mấy 4, lần 4 rồi? Bốn lần rồi. Nhưng mà mấy lần trước là người ta đã cho hay là mình ung thư vú. Dạ. Dạ. Rồi gì hàng ngày gì làm ngày gì? Bán số mà. Bán số. Rồi con gì mấy đứa? Hai đứa với một đứa cháu nội. Dạ. Rồi mấy đứa con làm gì? Cũng đi bán số mà. Dạ, vậy là ba mẹ con đi bán số hết. Dạ. Hai thằng trai hả là hai đứa gái? Hai con trai. Trai hai thằng luôn. Dạ. Dạ. Rồi hàng ngày gì bán gì là lời được nhiêu? Cái thằng thứ ba nó khờ đó, nó bị đau chạm não rồi nó giật hoài, giờ nó khờ ịch vậy đó, rồi nó không dám đưa nó nhiều. Dạ. Nó bán có 100 tờ. Rồi anh về chưa? Chưa. Nó đi tới giờ 4-5 giờ chiều nó mới về. Là anh đó bị khờ khờ hả? Dạ, bị khờ khờ. Còn anh kia thì bình thường. Thằng Út thì nó bình thường, nó cũng bán 100 mấy. Rồi gì cuộc sống gì đủ sống không? Nếu mà không bệnh hoài thì nó đủ, mà ngặt nó bệnh hoài thấy vậy chứ, chích thuốc hoài ở nhà nó chở. Dạ. Đi chích thuốc hoài. Rồi đi bữa là hết nhiêu tiền? Đi một đợt vậy là đợt đó thì 3 triệu, rồi mấy đợt sau là 1,9 triệu. Dạ. 1,000,000 mấy, không là 3-4 đợt là 1,000,000 mấy, còn dạ. Có một đợt 3 triệu. Dạ. Vậy là vài bữa nữa mình phải lên nữa. Dạ, mới đi rồi, khuya này nè. Ngày mới đi. Dạ. Dạ. Rồi mỗi lần đi vậy tốn nhiêu tiền? 3 triệu. 3 triệu. Dạ. Rồi đi đợt sau này không biết nhiêu nữa. Đi đợt này không biết nhiêu mà cũng không biết là cho biết kết quả là gì nữa, chưa biết nữa. Để lên coi. Rồi thầy kêu gọi thầy tới bổn phận của thầy rồi đó. Mạnh Thường Quân ơi, ông thầy đi Phúc Toàn thấy những cảnh đau khổ quá. Thì bây giờ Mạnh Thường Quân đó cũng nhìn thấy rồi, cái chị này cũng khổ quá, thì Mạnh Thường Quân phải cố sức nhau và lo cho dì chút đỉnh hay chút tấm lòng nào đó đỡ chút nấy, một tấm khi gói bằng gót khi no, rất tha thiết Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chị dì thấy Phúc Toàn. Dạ. Giờ bây giờ trước mắt ha, con gửi cho dì một phần quà ha. Rồi thí dụ mai mốt mà có ai mà người ta thấy hoàn cảnh của dì mà người ta thương nữa đó. Dạ. Người ta gửi nữa thì con đem lại cho dì ha. Dạ. Bây giờ trước mắt dì cho con gửi phần quà của cái anh Mạnh Thường Quân bên nước ngoài ha. Dạ. Dạ. Chị Trang, cái số tiền này của anh Qua Viết Bùi USA ở Mỹ đó. Dạ. Gửi cho chị, nặng mà chị bệnh ha. Dạ. Chúc chị khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Nhiều gửi nhiều không gửi nói chẳng. Gửi cho chị là 500 ngàn. Dạ. Chị bệnh nhưng chị khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Rồi chị cảm ơn bên kia. Dạ, cảm ơn cô. Cô cảm ơn giùm con là tôi cảm ơn chú David Bùi đã giúp cho tôi 500 ngàn. Tôi cảm ơn chú gì khó kêu quá. David Bùi. David Bùi đã giúp cho tôi 500 ngàn đi chị bệnh. Dạ. Dạ. Rồi con thay mặt anh Bùi ha, chúc cho cô nhiều sức khỏe ha, đi khám. Dạ. Bệnh cho hết bệnh ha. Dạ. Rồi vui vẻ sống nha dì. Dạ. Rồi bữa nào con lại con quay gì cái anh gì mà khờ khờ đó, coi anh. Dạ. Có nhà để quay lên cho tao thấy hoàn cảnh của dì ha. Dạ. Rồi bây giờ cỡ 5 giờ có gì. Dạ. Rồi bây giờ chào dì ha. Dạ. Rồi thầy chào thầy. Tôi cũng chào dì ha. Dạ. Chúc dì nhiều sức khỏe đi ha. Chị được rồi. Chào có gì chúc... với ông chào, năm mấy tuổi rồi. Chào chị nha, chúc. Dạ. Chị nhiều sức khỏe ha. Dạ. Lo bệnh đi nha. Đừng buồn nữa. Chị đừng có buồn nữa nghe chị. Ừ. Cứ là mình vui vẻ lạc quan sống lạc quan đi. Dạ. Ha. Dạ. Rồi. Rồi. Không có được.
giống như là cái bệnh này khó trị lắm, giống như nó bú độc rồi mình đụng nó là nó quậy hoài đó. Dạ. Bởi vì bây giờ hy vọng là đi ra ngoài đợt này mà mổ được á thì là không có bị gì, mà không có không sao, mà mổ không được là bắt đầu về là bắt đầu phải chịu bệnh rồi đó. Để trong giấy siêu âm là để bú lành. Bú lành thì mổ được. À, để bú lành. Nếu bú lành thì gì mổ được đó. Còn dạ, nếu mà bú ác tính á, là không có mổ được đâu, là nó bể ra luôn. Chụp siêu âm chụp 2 lần ở ngoài thành phố luôn ha, lên đó tại đó luôn đó. Mà cái này con thấy chắc gì là bú lành nè, nếu mà bú độc dạ, ha, mà bữa giờ mà mấy ông đâm mấy ông chích mà mấy ông rút đó là nó quậy rồi đó. Thành dữ lắm. Con này nó không có. Con này nó hiền rồi đó. Nó bình thường như mình vậy đó. Thì ổng nói nếu mà được đợt này lên là mổ hả? Dạ, ổng nói giờ xong á thì lên đi rồi cho biết kết quả. Dạ, nếu được là mổ luôn. Chắc gì quá. Dạ. Chứ giờ trước coi nè, siêu âm chụp hình rồi thử máu, thử tiểu, rồi xét nghiệm máu, ôi làm đủ hết trơn rồi, giờ chụp hình xương, yeah, rồi rút cái này 2 lần luôn, yeah, thử, yeah, rồi giờ chị xạ gì đó bắn đó, yeah, bắn tia laser gì đó, yeah, mà ông làm đủ hết trơn rồi. Rồi vậy là của gì chắc uống hiền rồi đó, nếu uống độc yeah, là nó quậy rồi, mấy ông làm gì là nó quậy rồi đó. Yeah. Rồi vậy thì chúc cho dì cũng là bú hiền đi, để lên chở mình bác sĩ ta mổ cho mình mới hết bệnh ha. Dạ. Rồi con chào dì con về ha. Dạ, rồi cũng chúc dì khỏe nha. Dạ. Chị được rồi, khỏe chúc gì tôi nói gì ông chị được rồi, chào đâu mà quất theo tôi gì hoài vậy trời. Chú mấy tuổi đâu, ông năm mấy tôi 6 mấy à, đó bả nhỏ hơn nữa đó, ông 57 rồi. Tôi 64 thì lớn hơn. Lớn hơn có mấy tuổi ha. Là kêu bằng chị rồi đúng rồi. Chị được gâu vậy. Dạ, kêu bằng chị. Ừ. Ông ham trẻ lắm, ai cũng xưng xưng gì. Ai là trai dữ trời. Ai đứng mà sao tụi mày đẹp trai dữ vậy ta? Ai núp dưới đó vậy ta? Ai vậy ta? Ngọc phải không? Nó gặp miệng bự nó sợ lắm quý vị ơi. Chị Tiết Lương gửi lời thăm đến quý vị khán giả đã quan tâm đến chị gửi lời cảm ơn quý vị rất nhiều và rất nhiều. Lọc ra coi là đẹp trai không nè. Trời ơi, ai mà đẹp trai dữ vậy ta? Ai mà cái miệng bự dữ vậy hả? Ai mà cái miệng chằn bành vậy hả? Sao vậy hả? Sao mà cái miệng con bự? Đâu rồi Lộc ơi? Kìa mấy cô kêu con xuất hiện kìa. Mấy cô hỏi con đâu rồi kìa. Lộc, mấy cô hỏi con đâu kìa. Nè ra coi nè, ra coi nè. Kìa ra coi nè, nhanh lên. Ra coi coi Lộc đẹp trai không? Lộc ơi, chị Tiết Lương đã tỉnh rồi. Bây giờ là chị gửi lời cảm ơn quý vị đã quan tâm tới chị. Chị khỏe rồi nên quý vị đừng bận lòng đến chị nữa. Kéo màn cho tôi nói chuyện với khán giả hồi coi, nhanh lên. Chú quậy. Lộc. Kéo màn cho ba coi, nhanh lên đi. Con kéo màn cho ba gắn giùm cho. Con kéo màn đi, ba gắn giùm cho, kéo màn đi. Kéo mạnh nữa, miếng nữa. Đó, vậy mới đúng đó. Rồi đây, ra đây, ba gắn giùm cho. Đưa ra đây, ba gắn giùm cho. Qua đây nè, ba chỉ cho gắn, qua đây nè. Qua đây nè, ba chỉ cho gắn, qua đây nè. Qua đây, ba chỉ cho gắn nè, nhanh lên. Qua đây nè, đây ba gắn cho, cái vỏ đen đâu. Tại điện nó nói thì nói, ông đừng có nghe, ông nói thằng này nè. Chết chóng rồi tôi, ông lo đi. Ông là người ăn trưởng trong gia đình rồi, chứ không có tình yêu nào, mình giống mình khác tình gì đâu, đừng nói gì, quan cho tôi. Ngô, giờ mặt cúi đầu lại đã tổ tâm đó. Sao mà ra hoài, hãy tao qua nói với mẹ, mà mẹ nói là người yêu tôi làm khác chậu. Tôi mới nói ông người yêu đâu, mà nói chơi chậu thật không? Cúi là nói chỗ qua quê không chậu rồi, đi đây bây giờ nữa. Không đi rồi bả nói tôi quê kìa, lúc đi xả tiền rồi tỉ bả nói tôi muốn đường muốn đậu quần với bả cái ông nghe không? Bả nói gì? Tôi có nói gì ông đâu. Bả nói không gì không đi thương toàn. Thật không? Tại sao có ông bả nói gì không đi bả mới nói? Có đâu vậy, ngày hôm qua tôi có clip có bả có nói đâu. Có, bả nói kia ngoài tôi nè. Lúc đi tiểu xong tôi mò mò trên bờ, tôi đi tiểu mắt cái xót trong quần. Ông mò gì?
Ông mò gì mà ông nói đi tiểu mò mò gì ông nội? Đi với bà thăm em quá, ngồi với ông quá thì muốn ra ra. Cái điều muốn chết trong quần không biết làm sao đi. Tưởng ông mò bà hai chứ. Không ngủ ngoài này đó, rồi ăn trộm nó ăn cắp đồ. Gì vậy? Chị là chị làm như sợ. Chị làm chị góp ý anh mà. Chị làm mày phơi đồ trên cái lưới tay 40 đó hả? Ừ. Chứ là tay móc mà. Vậy thì hãy tôi người ta đỡ cùng chút không? Ngày đem ra giao hết rồi má. Không giữ gì cho. Giao cho ông mừng. Ngày tôi làm nói là đưa ông triệu, ông giữ 2 triệu đi ngày mai á. Rồi cái ngày mốt là mà mình cố gắng nữa. Làm xong rồi làm. Đã, ta nói giá 3 triệu rưỡi thì 3 triệu rưỡi chứ đủ không là gì. Công nhận ông thầy em lên miệng bự đẹp. Mẹ sao mà ông đi nhà mừng vui quá. Đi cái đường muốn chết đi. Lấy cái tay đi trời. Tự nhiên che miệng lại rồi. Cái mẹ nó đã đem vợ thì nói anh là thì ngày mai tiến hành đi cho chú ông được 1 triệu là 2 phải không? Ừ. Rồi thì nhà mới còn bao nhiêu nữa anh nói là mình là còn mấy cái cũ mình làm liền hay sao anh nói tôi nghe coi. Thì ta nói 3 triệu rưỡi đó. Thì mình làm sao đủ 3 triệu rưỡi thôi. Ở nhà mẹ đi, mình đủ rồi nha. Còn, sao? Còn 10 miếng gì nữa. Ừ, là lên 1 triệu. Ừ. Bây giờ ý ông là tiến hành cái hàng giàu liền hay là mình đóng cái hàng lọc lòng đầu nói nghe coi. Đó có đọc gì? Có, đọc hết cuốn. Cái đó có dính níu tới mở cái mã không? Không. Cái đó là gì? Nó là nè, chú Thần. Sao mình nói thì nè, sao nó khác tên mình nó hẳn lắm rồi. Khác hả? Cái gì khác thì dễ sâu xa nó nổi chú Thần. Đó, đi ra sao chứ vậy? Ba cái đồ tan của người ta ông đem về chi ông dục tùm lum vậy ông thầy? Ba cái giải bàn thờ này với quần áo tan kìa. Ờ, bịch đồ tan tự nhiên ông đem về ông dục đó chi trời tội chết. Cái đó ông không đốt đi, tự nhiên ở nhà ta ta không đốt thì tự nhiên đưa ông sách về chi? Ông nội ơi, ba cái đồ tan mình kêu ta đốt ở nhà ta đi, ông sách về chi trời. Ông sách về ông mắc đốt nữa, ông không ở không, ông làm cái chuyện gì khó khó vậy? Nó nguyên bịch đồ tan luôn kìa trời ơi trời. Ai ở đâu mà đồ tan mà không tự xử đi mà đi kêu ổng đem về đây chi vậy trời. Lấy ông thầy kia thì người ta lấy ta đem về chùa. Về chùa ra ở chùa nó xài. Còn như ông thầy nè ông không thấy thì kêu tự chủ nhà người ta đem đi đó. Có gì đâu. Ở đâu bạn? Đó bịch đồ tan nằm bển kìa. Bây giờ đốt làm sao? Tự nhiên ông lấy về chi vậy? Đã kêu ông đừng có lấy ba đồ tan nữa, sao lấy về hoài vậy ông nội? Nắm mà hãy xả. Xả thì đi kêu tao đốt cái nhà người ta đi, xong mình đem về chi? Bây giờ lỡ rồi. Chết luôn rồi, ông đem về ông để cho một bọc mà sao đó anh chi vậy trời. Rồi bây giờ sạch từ ngày kiểm tra rồi tôi có cái gì nữa không? Nè. Ông nội, ngồi uống đi, ngồi lấy bọc đồ tan đốt luôn kìa ba làm gì còn làm. Đem đi đây làm sao? Đốt mà sao luôn đi, ông đốt gì bữa đó thì ông đốt luôn đi. Tự nhiên bữa mấy cái giải vàng lắm ma của ta cũng đem về, bây giờ đồ tan cũng đem về cho một bịch. Đồ tan đó ông đâu có xài đâu, lấy về chi vậy? Bộ ông tính mặt hả? Ý trời mà coi trời, đồ tan kêu ta đốt nhà người ta đi xin ông sách về chi? Bữa tôi nói rồi. Là mốt nè. Lỡ mưa là sao có cảm được.
có cái mái che mà mưa vậy. Có làm luôn cái mái đó hả? Ừ. Rồi mai mốt á làm phước mấy cái đồ đám ma đừng có đem về nữa. Trời, ba cái đồ tang đem về dục tùm lum ngoài sao trơn vậy. Đem đốt đi. Để tối nay tôi về tôi làm miệng bự, tôi nhắn gỡ mấy ba tụng đám ma. Tôi nói mấy mẹ làm phước đừng có đưa ba cái đồ đám ma về cho ông. Ngoài sao đó nó mát nó rồi cái bắt đầu cái mấy cái đồ linh tinh mình bỏ ngoài sao đó nó không ướt. Ừ. Nó có cái hàng rào rồi có cái nó nhà ông ai vô lấy gì đâu. Cái ghế nè, cái ghế nè. Ở đâu làm nè. Trời. Đó ngày hôm qua ta đi ta đội cái nón này nè lịch sự không chịu. Ông bỏ vô vỏ sẵn đi lúc nào mở cửa mã đó ta đem này theo. Đừng khỏi mượn nón lá đem thôi nón lá mất công mượn người ta hoài. Ông mà khờ dại. Bán chợ mời thiên lôi. Cha. Cha không có cuồng hiu, tại vì tôi quấy ông đặt ông dạy tôi lại đi, tôi chịu. Anh em